Z em chia cho âm 2. Vậy thì đứng trước X, đứng trước Y, đứng trước Z em chia cho thầy âm 2. Em sẽ tìm ra được tâm của mặt cầu cần tìm. Thì ở đây tâm thầy sẽ tìm được. Thì khi chia cho âm 2, tâm thầy tìm được ở đây là trừ A, trừ B và trừ C. Đôi khi phương trình tổng quát nếu ở đây là dấu trừ chẳng hạn, thì em đọc trong nhiều tài liệu thì tâm của mặt cầu có thể có tọa độ là A, B, C. Nó chỉ khác nhau về mặt tiếp cận thôi. Em nhớ giúp thầy đó là chia cho âm 2. Để tìm bán kính của mặt cầu thì có một chút nho nhỏ, đó là hệ số tự do. Hệ số ở đó không có ẩn X, không có ẩn Y và không có ẩn Z. Thì bán kính của mặt cầu trong trường hợp này em sẽ bằng giúp thầy là A bình, B bình, C bình. Và đây là cái khó nhất này. Trừ đi hệ số tự do đi. Em lấy căn bậc 2. Em sẽ tìm ra được bán kính của mặt cầu. Riêng câu tìm tâm và bán kính của mặt cầu, theo quan sát thầy thấy được rằng trong các kỳ thi thì đây hầu như là câu mặt cầu đầu tiên xuất hiện trong kỳ thi. Cụ thể câu đầu tiên chính là đề minh họa năm 2020 của bộ. Thầy sẽ làm ví dụ đầu tiên liên quan đến tâm và bán kính của mặt cầu. Thầy cho mình sẽ đi vào câu đầu tiên. Vậy thì rất là nhiều bạn có thể là đã xem một câu này rồi. Và nếu như em đã làm ra câu này rồi, em có thể comment nhanh đáp án xuống phía dưới giúp thầy. Còn bây giờ thầy sẽ giảng dưới dạng là lý thuyết, lên thầy hơi chậm một chút nhé. Còn bạn nào làm ra đáp án trước thầy thì chúc mừng em hiểu bài ngay khi thầy chưa làm ví dụ. Thứ nhất, phương trình mặt cầu trong trường hợp này là tồn tại ở dưới dạng chính tắc. Mà để tìm được tâm và bán kính của mặt cầu dưới dạng chính tắc thì em cho biểu thức x trừ 1 bình phương bằng 0. Biểu thức này bằng 0 và biểu thức này bằng 0. Đó là cách mà thầy làm thật là nhanh, mà không chỉ là áp dụng máy móc, một cách máy móc công thức sách giáo khoa. Khi em cho ba biểu thức này bằng 0, em sẽ tìm ra được tâm mặt cầu. X trừ 1 bằng 0 thì x ở đây sẽ bằng 1, y bằng trừ 2 và z của thầy nó bằng 3. Để tìm bán kính R thì về bên phải, em nhớ lấy căn bậc 2 giúp thầy nhé. Còn nếu không lấy căn bậc 2 thì không tìm ra được bán kính. Rất may là đề này người ta chỉ hỏi gì? Chỉ hỏi tâm thôi. Vậy tâm của mặt cầu tọa độ là 1 trừ 2, 3. Và nếu có thêm y bán kính thì bán kính ở đây là bằng 4. 1 trừ 2, 3. Đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án D. Đề minh họa 2012. Đề minh họa lần 2 rơi vào đúng câu 23. Thế thì ở đây trong không gian OXYZ đầu bài cho mặt cầu. Và việc đầu tiên khi thầy nhìn mặt cầu này, đó là mặt cầu tồn tại ở dưới dạng là phương trình chính tắc. Đó. Em tìm cho thầy đáp án câu số 2, xem đáp án bằng bao nhiêu rồi em viết cho thầy đáp án xuống phía dưới. Với bài này thì hướng làm sẽ như thế nào hả thầy? Với bài này hướng làm đó là mình nhận biết được rằng đây có phải là dạng chính tắc hay là dạng tổng quát. Thế để nhận biết nhanh nhất thì đối với dạng chính tắc thì về bên phải luôn là một số khác không. Còn dạng tổng quát thì về bên phải luôn là số 0. Đó là cách nhận biết đơn giản nhất. Dạ vâng ạ. Này bằng 0 thì x thu được sẽ là bằng 2. Biểu thức này bằng 0, y thu được sẽ là trừ 4. Và biểu thức này bằng 0 thì z thu được sẽ là 1. Tâm của mặt cầu tọa độ là 2 trừ 4, 1. Điều đó có nghĩa là bạn nào ra đáp án B thì thầy chúc mừng các em. Đáp án B là đáp án chính xác. Nếu như bạn nào mà nhanh trí một chút, đố em tìm được bán kính R cho thầy xuống phía dưới thì hay hơn rất là nhiều. Biết đâu đề như này lại có thêm một câu bán. Khi mà chờ các bạn ra kết quả bán kính thì có bạn Đức ạ, bạn có hỏi thầy một câu hỏi là: thưa thầy, trong đề thi thì thường xuất hiện bao nhiêu câu phương trình mặt cầu ạ? Trong đề thi thì thường ít nhất sẽ có một câu phương trình mặt cầu dễ, và nếu có thì sẽ có một câu phương trình mặt cầu khó. Câu phương trình mặt cầu khó thường đi với yếu tố phương trình đường thẳng và phương trình mặt phẳng hoặc yếu tố khoảng cách. Nhưng nhất định sẽ có một câu mặt cầu giống như câu 1, 2, 3, 4 mà thầy sắp sửa cho ở đây. Dạ vâng ạ, em đã thấy là ở trên fanpage Onedu cũng có rất là nhiều bạn ra bán kính rồi đấy ạ. Có bạn Trường An này, bạn Lan Hương và bạn Dương Phúc đều ra đáp án R bằng 3 ạ. Bài này nếu bạn nào ra đáp án là R bằng 9 thì có nghĩa là em phải tua lại xem lý thuyết nhé.
Để tìm ra được bán kính thì em lấy căn bậc 2 giúp thầy này, thế là không bao giờ sai. Còn nếu em ghi cộng trừ 3 thì thầy xin lỗi. Ở đây bán kính thì luôn luôn dương, không thể bán kính mặt cầu là bán kính âm được. Thế nên đáp án bằng 3 là đáp án sang câu số 3 và khuyến khích các bạn làm trước thầy. Thầy cho mình đi vào câu số 3, đó là đề chính thức năm 2019, chính là năm trước mà các anh chị khóa 2K1 là thi đây. Câu này rơi vào câu số 30, tương ứng với cả số điểm là số điểm số 6. Không hề đơn giản, và em hãy làm trước thầy xem sao. Trước khi làm câu này, thầy thấy được rằng về bên phải là số 0. Vậy cách nhận biết đơn giản nhất về dạng tổng quát hay chính tắc, đó là nếu là số 0 thì là dạng tổng quát, còn nếu là số khác 0 thì là dạng chính tắc. Đầu anh yêu cầu ở đây là tính bán kính. Không phải đi tìm tâm nữa, mà ở đây là đi tìm bán kính. Để tìm bán kính, thầy làm câu này thật chậm như sau. Em comment thật nhanh đáp án xuống phía dưới. Làm trước thầy mới gọi là điều tuyệt vời nhất. Em đã thấy bạn thầy sẽ làm thật nhanh. Đứng trước y, em chia cho âm 2. Đứng trước z, em chia cho âm 2. Ở đây không hề có x. Vậy là đứng trước x, em không chia cho gì cả. Ở bài này, nếu chuẩn công thức sách giáo khoa thì A sẽ bằng 0. A là số đứng trước x, B là số đứng trước y nhưng đã chia âm 2. Bài này B ở đây là bằng 1. C là số đứng trước z nhưng đã chia âm 2. Và C ở đây bằng trừ 1. Nếu áp dụng công thức sách giáo khoa thì bán kính R bằng A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D. D có cả dấu trừ nha. Đấy, thì D ở đây này là bằng trừ 7. Vậy áp dụng công thức đầu giờ giúp thầy nhé. 0 bình là 0 rồi, 1 bình thì là 1. Trừ 1 bình vẫn là 1. Và trừ này, trừ đi D, trừ đi trừ 7. Trong đó trừ 7 là dấu trừ của đầu bài. Còn đây là dấu trừ của công thức. Và căn bậc 2 lên. Và đáp án cuối cùng của chúng ta bằng 3. Đề này đề chính thức nhé. Vậy nếu để điền đáp án thì bài này chúng ta sẽ điền đáp án A. Chúng ta có câu số 4, đây là đề chính thức năm 2018 và mã đề 103, câu này là câu số 9. Em thử làm trước thầy nhé, xin đừng sai số. Nào, thầy sẽ tiến hành làm câu này. Đầu tiên dạng này là dạng phương trình tổng quát một số khác không này. Đấy, nhận biết rất là đơn giản. Đầu bài yêu cầu tìm tâm của mặt cầu. Thầy chỉ mơ ước là câu này đi thi chỉ mất độ 5 giây thôi. Và cách làm 5 giây như sau. Đứng trước x em cho bằng 0. X cộng 3 bằng 0 thì x bằng gì? X bằng trừ 3. Đứng trước y, đây, x cộng y bằng 0 thì y ở đây bằng trừ 1. Z trừ 1 cho bằng 0 hết. Đấy, thì thầy... Z trừ 1 bằng 0 thì Z ở đây bằng 1. À, thầy vừa viết là thầy vừa giảng bản chất đấy nhá. Chứ chuẩn ra đi thi em chỉ nhìn là em có thể ra đáp án câu này rồi. Câu này điền đáp án C này. Nhưng thầy chú ý này, bài này đầu bài yêu cầu là tìm bán kính của mặt cầu. Thì bán kính không phải bằng 2 đâu nhá. Bán kính trong trường hợp này này, bán kính này bằng gì? Bằng căn 2. Căn của vế phải. Vậy đề năm 2018, cách đây 2 năm rồi, kiến thức nó vẫn vậy, không hề cũ, vẫn là tìm tâm và bán kính của mặt cầu. Và nếu như từ câu 1 đến câu 4 bạn nào tìm được tâm rồi, chúc mừng em. Năm nay em đã có ít nhất một câu này rồi. Thế cho mình sẽ đi vào câu số 5. Không biết là có bạn nào làm đúng câu này của thầy không nhỉ? Em thấy tất cả các bạn đều ra là đáp án C đấy ạ. Có vẻ như là câu này vẫn chưa làm khó được các bạn. Câu này vẫn chưa làm khó được các bạn. Rồi, thầy đợi xem có bạn nào làm sai câu tiếp theo của thầy không nha. Chúng ta đi vào câu số 5. Wow. Rồi, em cho thầy xin 10 giây. Em làm trước thầy xem sao. Thầy có thể đọc cho các bạn cái đề bài để các bạn hiểu rõ hơn không ạ? Trong hình không gian OXYZ tồn tại một cái mặt cầu phụ thuộc vào tham số A. Thì ở mặt cầu này đầu bài cho phụ thuộc vào tham... đợi thầy một chút. Cho hình không gian, trong không gian OXYZ mặt cầu thầy cho tồn tại ở dưới dạng tham số A. Vậy là mặt cầu này là chưa biết đâu nhá. Nếu mặt cầu S mà có đường kính bằng 12 thì A nhận giá trị nào sau đây? Thầy làm câu này thật cẩn thận. Ở câu này có lẽ rằng cái lỗi dễ sai nhất đó là đầu bài cho đường kính. Đây là lỗi
dễ sai nhất. Đường kính. Bán kính là R. Ở đây thầy có một mặt cầu và mặt cầu ở đây thầy vẽ dưới dạng như một hình tròn. Thế thì tâm này. Bán kính là khoảng cách từ tâm tới một điểm thuộc mặt cầu thì ở đây là bán kính. Còn đường kính thì lại phải gấp đôi bán kính. Và đôi khi trong phòng thi mình hơi tâm lý một chút, mình chưa đủ bình tĩnh thì đọc không kéo đầu bài là em sai đoạn này rồi. Đường kính mà bằng 12 thì bán kính trong trường hợp này chỉ bằng mấy thôi? Chỉ bằng 6 thôi. Và nếu em không sáng tỏ được cái điều này thì câu này sẽ dễ dẫn tới sai số và em điền đáp án sai. Thì thứ nhất, khi thầy đọc đầu bài thầy biết được rằng bán kính ở đây bằng 6. Vì đường kính là gấp đôi bán kính. Đó là yếu tố đầu tiên. Liệu có bạn nào đã làm ra trước thầy chưa nhỉ? Dạ em thấy là có bạn Đình Lộc này đã comment là đáp án A. Wow. Bạn này giỏi quá. Cảm ơn em đã theo dõi thầy từ đầu giờ đến giờ. Bạn này hiểu bài lắm đấy này. Thầy sẽ làm bài này như sau. Đứng trước x thầy chia cho âm 2. Đứng trước x thầy chia cho âm 2. Vậy là bán kính R bằng này. Áp dụng công thức sách giáo khoa thuần túy. Đó bằng A bình, B bình, C bình trừ đi D. Để tìm ABC thì đứng trước x thầy chia âm 2. Chia âm 2 và chia âm 2. Và khi chia cho âm 2 thì thầy thu được là bằng 2. Thầy ghi này, đúng chuẩn công thức này, 2 bình này. Đấy, không hề mở rộng gì hơn. 8 chia âm 2 là bằng âm 4. Mà âm 4 bình phương mất dấu trừ. Thì thầy ở đây thầy ghi này, 4 bình này. Đứng trước Z mà em chia âm 2 thì em thu được hệ số là bằng A. Ở đây thầy bằng A bình này. Theo đúng công thức đó là chúng ta sẽ trừ đi D. D là bao gồm tất cả những gì người ta gọi là hệ số tự do. Hệ số tự do là hệ số không phụ thuộc vào biến. Thì ở đây thầy trừ đi này. Trừ đi 6A. Bán kính R theo đầu bài thì lại bằng 6. Thì thầy thay số 6 vào đây. Và khi thay số 6 vào đây thầy làm thật là nhanh. Đó là thầy bình phương hai vế. 6 bình thì bằng 36. Thầy thay và thầy bình phương ngay. Bình phương thì mất căn. Đấy, bình phương thì mất căn. Thì ở đây thầy thu được là A bình này, trừ đi 6A này, 4 bình 16, về đây là 20. 20, em chuyển vế và em bấm thật nhanh máy tính hoặc có thể là nhẩm giống thầy. Thì ở đây thầy ra là A bình trừ 6A, 20, 36, vậy là 36, vậy là chỗ này là trừ đi 16, bằng 0. Bằng 0, thì đến đây em sẽ tìm ra được giá trị của A. Đó, A bằng âm 2 à? Âm 2 vào đây, dương, ok. Thì A ở đây sẽ bằng âm 2 và 8. Dấu này là dấu ngoặc. Bây giờ chúng ta đồng nghĩa với việc là chọn đáp án A. Với bài tiếp theo thì câu 6 nó sẽ khó hơn các câu khác một chút. Bởi vì ở câu số 6 nó giống như một bài toán ngược vậy. Nếu như từ bài 1 đến bài 5 thì mặt cầu thì cho sẵn rồi. Thì ở câu số 6 mình phải đi tìm mặt cầu. Mặt cầu chưa biết, đây là bài toán ngược. Thầy sẽ làm câu này thật là nhanh. Trong không gian OXYZ cho điểm Y và điểm A, lập phương trình mặt cầu có tâm là Y và đi qua điểm A. Ở đây mặt cầu thầy vẽ thật nhanh dưới dạng giống như một đường tròn để em dễ tưởng tượng. Và thầy làm thật nhanh. Ở đây đầu bài yêu cầu là lập phương trình mặt cầu. Thầy cứ gọi là mặt cầu này, mặt cầu tên là S. Thầy lập phương trình mặt cầu S. Để lập phương trình mặt cầu thì có khá là nhiều dạng. Mỗi bài khác nhau thì chúng ta lại tiếp cận một kiểu khác nhau. Tuy nhiên, kinh nghiệm của thầy đó là để học tốt được phương trình mặt cầu bài toán ngược như thế này thì ta sẽ đưa về bài toán là đi tìm những thứ cấu tạo lên mặt cầu. Có hai thứ để tạo được mặt cầu, đó là tâm và bán kính. Và nếu như mình tiếp cận theo cái hướng đó là tìm tâm và bán kính thì việc tìm mặt cầu chúng ta sẽ dễ học hơn rất là nhiều. Bài này tương tự như thế. Để tìm được mặt cầu S, thầy trả lời hai câu hỏi, đó là tâm của mặt cầu S là gì? Đầu bài cho rất rõ đó là tâm chính là Y. Vậy thì thầy đã làm được nửa bài rồi. Câu hỏi tiếp theo đó là bán kính của mặt cầu bằng bao nhiêu? Thì trong bài đầu bài chưa hề cho bán kính. Chúng ta phải phân tích hình để tìm ra được bán kính của mặt cầu. Mặt cầu thầy vẽ hình tượng thật giản đơn.
Ở mặt cầu này, tâm đầu bài đã cho trước. Và thầy sẽ lấy được ngay cái ý đầu tiên. Đó là thầy đã biết được tâm. Tâm y tọa độ là 1, 1, 1. Để tìm được bán kính R thì hiện tượng của đầu bài là mặt cầu đi qua điểm A. Bán kính của mặt cầu là gì? Bán kính của mặt cầu là khoảng cách từ tâm đến một điểm bất kỳ nằm trên mặt cầu. Vậy thì khi em nối tâm Y với cả A thì cái em thu được nó chính là bán kính R. Và thầy trả lời được câu hỏi đó là bán kính R bằng IA. Mà để tính được độ dài IA thì chúng ta làm hai bước nho nhỏ bé bé. Đó là em tính cho thầy vector IA nào. Mình lấy điểm A trừ điểm Y. Nhớ mình trừ tương ứng nhé. 1 trừ 1 hết rồi này. Vậy đây là 1 và 2. Vector xong rồi thì độ dài IA sẽ bằng 0 bình, 1 bình, 2 bình đặt dưới dấu căn. Và để học thuộc được công thức độ dài, thầy hay có cái cách học thuộc rất là nhanh. Đó là hoành bình, tung bình, cao bình đặt dưới dấu căn. Thì đặt dưới dấu căn chúng ta thu được là căn 5. Bán kính biết em này, tâm biết này. Từ câu 1 đến câu 5 đầu bài đã cho sẵn mặt cầu và mình tìm tâm và bán kính. Vậy thì để khó hơn, người ta sẽ học cách đó là tìm tâm và bán kính để sinh ra được mặt cầu. Và ở đây thầy làm thật nhanh đoạn này đã nhá. Tâm của thầy tọa độ là 111 và bán kính R ở đây bằng căn 5. Không nhà. Rồi, thế thì áp dụng công thức chúng ta ra được đáp án B. Cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi, tuyệt vời quá. Không biết có bạn nào có câu hỏi nào khác cho dành cho thầy trước khi chuyển sang câu số 7 không nhỉ? Dạ, em thấy có đấy ạ. Có bạn Trang cũng có một câu hỏi gửi đến thầy ạ. Thưa thầy, khi mà làm bài phương trình mặt cầu thì thường có lỗi sai nào ạ? Trong phương trình mặt cầu thì cái lỗi thường gặp nhất đó là đi tính bán kính R trong trường hợp tổng quát. Các bạn thường xác định hệ số tự do D là thường nhầm. Ở đây thầy sẽ cho một trường hợp cụ thể. Bình thường thì bán kính R sẽ bằng A bình cộng B bình cộng C bình và trừ đi D. Và cái lỗi sai nhiều nhất đó là đôi khi mình tưởng tượng nhầm, đó là D ở đây lại có dấu bình. Thì đó lỗi sai đầu tiên, đó là lỗi sai của sự mất bình tĩnh. Vào bài thi bình, 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 ô cái này có bình không nhỉ? Thì đó là lỗi sai đầu tiên. Và hôm nay coi như là một kỷ niệm trong cái buổi live stream này. Đó là bình này làm gì? Không có. Cái lỗi thứ hai trong bán kính R này đó là dấu cộng. Dấu cộng. Và phòng thi mình lại nghĩ một lúc, ô cộng hay trừ nhỉ? Vậy là khi mà mình nghĩ như vậy, đó là chúng ta đã có tỷ lệ là 50-50 rồi. Thì ngày hôm nay em nhớ giúp thầy, đó là trong bán kính R lỗi thường sai nhất ở đây là dấu trừ. Và ở đây không có dấu bình. Thì đó là cái chú ý mà thầy chú ý trong cái buổi ngày hôm nay, lỗi sai thường gặp. Mà để khắc phục lỗi sai này, ngoài cái việc hôm nay em xem ra, thì lời khuyên của thầy Nam đó là em luyện thật nhiều đề, ít nhất là 10 đề trước khi kỳ thi diễn ra. Thì khi mình làm đi làm lại như vậy, sai sửa thì chắc người ta chỉ đến lần thứ 3 thôi là khắc phục được rồi. Câu số 7. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S, x trừ 1 tất cả bình cộng y trừ 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình bằng 9. Điểm nào sau đây nằm ngoài mặt cầu? Vậy là đến đây nếu chỉ học thuộc lý thuyết thôi mà không có sự rèn luyện là bắt đầu khó rồi này. Coi như thầy viết gì trên bảng là đoạn này là kệ thầy này. Các em làm trước thầy 10 giây. Với bài này chúng ta sẽ làm thế nào hả thầy? Em thấy cũng bắt đầu khó rồi đấy ạ. Với bài như thế này thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được một chút lý thuyết nho nhỏ. Đó là thế nào gọi là nằm ngoài mặt cầu. Nằm ngoài mặt cầu. Hãy tưởng tượng rằng mặt cầu của chúng ta là một quả bóng. Thế thì nếu như cái điểm của thầy nằm ở đây, người ta gọi là nằm trong. Đây thì gọi là điểm A nhé. Đấy. Nếu như điểm B nằm ở đây, thầy gọi là nằm trên. Trong, trên, ngoài. Vậy thì khi nào thì nằm trong, khi nào nằm trên và khi nào nằm ngoài? Đoạn này đúng nếu chỉ là lý thuyết,
là em chưa làm được đâu. Em phải còn một chút nữa đó là tưởng tượng hình. Và để phân biệt điều này thì rất là may, không quá khó. Tất cả chúng ta sẽ dựa vào tâm của mặt cầu. Khoảng cách từ tâm đến A trong trường hợp này khá là đặc biệt. Đó là nó ngắn hơn bán kính R. Bán kính R chính là khoảng cách từ tâm tới mặt cầu. Vậy thì để biết được rằng nó rơi vào trường hợp là trong, trên hay ngoài, thì em so sánh khoảng cách đó với bán kính R của mặt cầu. Vậy thì với bài này, mình vừa phải tìm tâm, vừa tìm bán kính, vừa tưởng tượng được hình. Rồi, vậy nếu ngắn hơn thì là nằm trong, bằng thì nằm trên, và nếu dài hơn thì nằm ngoài. Làm bài này chúng ta sẽ tốn một chút xíu thời gian đấy. Bởi vì nó sẽ bằng câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, tìm tâm bán kính mặt cầu gộp lại. Thầy tìm thật nhanh nhé. Đầu tiên là em phải tìm đúng đã này. Vậy thì để tìm tâm trường hợp này về bên phải khác không? Vậy trường hợp này là mặt cầu dưới dạng chính tắc rồi. Thôi, chúng ta đi cho các biểu thức bằng 0. Vậy thầy đã tìm ra được tâm của mặt cầu. Tọa độ là 1, 2, 3. Bán kính R trong trường hợp này mà em không lấy căn thì đáp án của em sai là cái chắc rồi. Và bán kính R của thầy là bằng 3. 9 em lấy căn lên thì bán kính R bằng 3. Đến bây giờ chúng ta sẽ thử đáp án. Đáp án nào mà khoảng cách tới tâm lớn hơn bán kính R thì đó là đáp án đúng. Thầy sẽ nhắc lại một chút bản chất để chúng ta không bao giờ nhầm. Nhỏ, nhỏ hơn là nằm trong, bằng là nằm trên, và lớn hơn thì nằm ngoài. Và ở đây thầy tính toán thật chậm. Thầy thử đáp án A, thầy sẽ tính độ dài IM. Mà để tính độ dài IM, vừa nãy câu số 6 thầy đã nói cách tính độ dài rồi đấy. Đầu tiên chúng ta tính vector. Thầy tính vector này, IM. IM của chúng ta ở đây lấy M chữ Y, vậy đây là trừ 2, 0. M chữ Y vậy là 2. Vậy thì trong trường hợp này mình tính độ dài 2 bình, 0 bình, 2 bình. Sở dĩ thầy không đọc dấu trừ bởi vì khi bình phương lên dấu trừ nó bị mất rồi. Vậy ở đáp án A khi em tính độ dài IM thì nó bằng 2 căn 2. À, 2 căn 2 à? Ở căn 2 khoảng 1,7. 1,7 x 2. 1,7 x 2 thì lớn hơn 3 rồi. 2 căn 2 phải là nhỏ hơn 3. Bởi vì chỗ này nó rơi vào tầm căn 8. Mà căn 9 mới ra 3, trường hợp này là nhỏ hơn 3. Vậy nếu 2 căn 2 nhỏ hơn 3, nhỏ hơn 3 thì cái điểm M của chúng ta là nằm trong rồi. Đáp án A loại. Nhiều bạn ra đáp án A mà không nhiều bạn nghĩ rằng bài này ra đáp án A bởi vì giống vừa xong, thầy vừa nhầm trong một thoáng thôi. Đó là thầy nghĩ là 2 căn 2 phải lớn hơn 3 chứ. Trường hợp này nếu cẩn thận nhất đi thi em lên bấm máy tính. 2 căn 2 ở đây là nó chỉ xấp xỉ 3 thôi, chứ bằng 3 được. Cẩn tắc vô ai này. Thầy cho mình sẽ thử đáp án B. Đáp án B này thầy làm thật nhanh nhé. Em tính cho thầy độ dài IN thì em trừ đi thì bằng 1. I vector I, IN này. Tọa độ ở đây là trừ 1, 1 và trừ 1. Wow, căn 3 nhá. IN độ dài đây bằng căn 3. Căn 3 nhỏ hơn 3 chắc rồi. Đáp án này loại. Và khi mà hai đáp án này loại, thầy vẫn nói bản chất này. Đáp án A và đáp án B thì điểm M, điểm N đều nằm ở trong. Vì khoảng cách tới tâm nhỏ hơn bán kính R. Biết đâu đi thi người ta không hỏi là nằm ngoài nữa. Người ta hỏi là điểm nào sau đây nằm trong mặt cầu thì sao? Mình hiểu hết. Ở đây thầy có đáp án C, đó là chúng ta đi tính độ dài IP. Vector IP ở đây thì bằng âm 2, 4 và trừ 4. Ôi, vector này thì chắc chả cần tính rồi, bởi vì nó quá lớn nhỉ? Thì độ dài của IP ở đây bằng 2 bình là 4. 4, 4 bình là 16. Chỗ này là 16. Vậy thì cái mà mình thu được ở đây là 36. Căn 36 bằng 6 cơ. Đủ lớn rồi. Và nếu như khoảng cách từ P đến Y bằng 6 và bán kính chỉ bằng 3 thôi, vậy lớn hơn bán kính R rồi. Bài này đi đáp án C.
Trong một đống đáp án như vậy, bạn nào điền ra đáp án C phải tự thưởng cho mình một tim rồi. Các bạn hãy like cái comment nào mà ra đáp án C đi. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Ta cùng đi vào câu số 8. Khó hơn một chút rồi đấy. Thầy bắt đầu nhìn thấy một cái ngôn từ mới ở trong câu số 8 rồi. Bài tiếp theo, thầy đưa cái bài mặt cầu của chúng ta kết hợp với bài phương trình mặt phẳng mà một vài buổi trước thầy đã live stream rồi. Chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Cho điểm Y và phương trình mặt phẳng P. Lập phương trình mặt cầu Y tiếp xúc với mặt phẳng P. Ồ, vậy thì mặt cầu này là có tâm trước. Ồ, vậy thì ở câu số 8 này, lập phương trình mặt cầu tâm Y. Vậy thầy đã có nửa bài vì thầy đã tìm được tâm. Nhưng cái từ này từ mới này. Tiếp xúc với mặt phẳng P. Và tiếp xúc với mặt phẳng P thì chúng ta có một chút lý thuyết liên quan tới phần này. Thầy sẽ miêu tả hình này như sau nha. Ở bài này thì nó có một chút về khoảng cách, có trị tuyệt đối, có căn, nên thầy không dám nói trước được đáp án. Thầy làm bài này như sau. Để làm bài này thầy muốn giảng cho tất cả mọi người hiểu. Vì thế ở đây thầy muốn đặt cái mặt cầu là mặt cầu S. Tâm thì đã biết rồi, mặt cầu cần lập. Ok, chẳng lẽ ở đây thầy viết chấm chấm như này, xong này lại như này, tạo thành không gian. Đoạn này em bỏ qua cho thầy này. Mặt cầu này có đặc điểm là có tâm thì Y và tiếp xúc với cả một mặt phẳng P. Lập phương trình mặt cầu có tâm Y và tiếp xúc với mặt phẳng P. Thứ nhất có tâm đã. Nếu như có tâm rồi thì mọi dữ kiện còn lại, mọi dữ kiện còn lại đều là đi tìm bán kính R. Mà để tìm bán kính R, tâm của mặt cầu này tiếp xúc với mặt phẳng thì khoảng cách từ tâm tới cái mặt phẳng đó chính là bán kính R. Khoảng cách từ tâm đến cái mặt phẳng nó bằng bán kính R. Đấy. Mà khoảng cách từ tâm ở đây, bán kính R này bằng này khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng P. Và để tính khoảng cách, thầy sẽ làm thật chậm như sau. Thay tọa độ điểm Y vào phương trình mặt cầu, x ở đây bằng 1. 1 nhân 2 về là bằng 2. Ở Y bằng 2, 2 nhân 2 về là bằng 4. 4, 4 nhân ở đây là 4 này. Chứ, trừ 1, trị tuyệt đối. Ở dưới mẫu chính là hệ số đứng trước X, đứng trước Y, đứng trước Z, bình phương. 2 bình, 2 bình, 1 bình là 9. Khai căn ra thì bằng 3. Nhưng thầy cứ viết thật chậm này. Đấy. Chậm, căn lên. Ở trên tử thì chúng ta thu được bằng 9. Ở dưới mẫu thì thu được là bằng 3. 9 chia 3, vậy là bán kính R của thầy bằng 3. R biết, tâm biết. Vậy câu chuyện của mình là câu chuyện giống bài số 6 rồi. Quanh đi rồi lại quanh lại, mình thấy được rằng hiểu nền tảng thì càng về sau nó lại những cái bài khó ấy, thực ra nó lại đưa về những bài dễ. Nhiều bạn vội vàng quá làm cái nấc thang thật cao, thực ra là sai lầm mất rồi. Thì đến đây làm giống câu 6, chúng ta sẽ suy ra được đáp án ngay. Tâm là 124, 124 mặt kính. Ôi hay quá, bài này để đáp án C. Thầy cho mình sẽ đi vào câu số 9. Hình như là vừa nãy trong lúc mà thầy thao tác nhanh quá, thầy đã để một câu 9 dưới dạng, nó là câu bí mật. Wow. Wow. Nếu với cái câu bí mật này cũng là cái câu chốt của thầy, bạn nào làm ra thì thầy thực sự em hôm nay em là một cô gái, em là một chàng trai may mắn rồi. Thầy có câu số 9 như sau. Ở đây thầy sẽ cho dưới dạng là cho thêm đường thẳng. Thầy cho đường thẳng D. Thầy cho đường thẳng D là x bằng, y bằng và z bằng 2, 1, trừ 1, cộng t, trừ t và một điểm A, tọa độ 1, trừ 2, 3. R ở đây thầy cho là bằng 3. Đồ án yêu cầu đó là lập phương trình mặt cầu S, tâm, y thuộc đường thẳng D. Lập phương trình mặt cầu S, tâm Y thuộc đường thẳng D. Mặt cầu S này, mặt cầu S này là đi qua điểm A. Đấy. Mặt cầu S này đi qua điểm A và có bán kính R.
có bán kính R bằng 3. Thầy cho một đường thẳng D, ở đây thầy cho là trừ 1 này. Điểm A tọa độ là 1 trừ 2, 3, bán kính R bằng 3. Lập phương trình mặt cầu S tâm Y thuộc đường thẳng D, đi qua điểm A và có bán kính R bằng 3. Câu này thầy không viết đáp án đâu, bởi vì nó là một khoảnh khắc, nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời. Và các em hãy comment đáp án xuống phía dưới. Và tẹo nữa thầy sẽ like một cái comment nào đó của một bạn nào ra đáp án đúng. Thế thì ở cái câu số 9 này sẽ là một cái câu bỏ ngỏ của thầy. Và để hiểu rõ hơn câu số 9, em có thể xem cái bài tiếp theo của thầy. Thầy sẽ like cái comment của bạn nào làm ra đáp án đúng. Và câu này đúng với cái tên của nó, đó là nó là một cái câu bí mật. Thầy sẽ giữ bí mật cho đến khi bạn nào làm ra câu này đúng nhá. Dạ vâng ạ, qua bài học ngày hôm nay thì thầy Nam có thể tổng kết lại cho các bạn chúng ta đã học được những gì không ạ? Bài mặt cầu ngày hôm nay thầy tổng kết có hai ý. Ý thứ nhất, trước khi chúng ta học một bài khó thì nhất định nền tảng lý thuyết phải vững. Thầy dành khá nhiều câu hỏi ngày hôm nay, cụ thể là 5 câu hỏi chỉ để tìm tâm và bán kính. Nhưng những cái câu về sau nó đều quy về những cái câu tìm tâm và bán kính hết. Và cái điều chú ý thứ hai, đó là mặt cầu là phần rất dễ cộng trừ nhân chia sai, người ta gọi là sai số. Thì để giỏi mặt cầu, em luyện tập nhiều giúp thầy để cái phần mặt cầu để cái phần mặt cầu nó không bị sai. Câu này thầy sẽ bỏ ngỏ các em comment thật nhanh đáp án xuống phía dưới, thầy sẽ không giải câu này mà sẽ để dưới dạng là một câu bí mật. Thầy có thể bật mí cho các bạn hướng giải bài này như nào không ạ? Thầy sẽ đưa ra cái hướng giải của bài này, đó là thứ nhất là nó rơi vào nội dung của bài sau. Và hướng giải của bài này là chúng ta sẽ dùng một kỹ thuật, đó là tham số hóa tọa độ điểm. Điểm Y thuộc đường thẳng D thì tọa độ điểm Y nó sẽ mang một ẩn, đó là mang ẩn T. Mặt cầu này đi qua điểm A mà có bán kính R bằng 3, vậy thì độ dài IA sẽ bằng gì? Bằng bán kính R. Mà ở điểm A đã biết, bán kính R đã biết, điểm Y chỉ còn một gì? Một ẩn. Và trong toán học hay lắm, một ẩn lại có một phương trình, thì từ đây em sẽ tìm ra được kết quả cuối cùng. Thế nếu bây giờ mà thầy giải ra đáp án cuối cùng thì còn gì là câu bí mật nữa? Dạ vâng, các bạn học sinh hãy nhanh tay comment đáp án chính xác xuống phía bên dưới để thầy Nam của chúng ta được biết nhé. Và em rất cảm ơn thầy Nam ngày hôm nay cũng đã mang đến cho các bạn rất là nhiều kiến thức về phần phương trình mặt cầu ạ.